Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV. Và hôm nay có thông tin gì hot? Mời các bạn cùng mình theo dõi ngay bây giờ nhé! Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng và giàu có như hiện tại thì Việt Hương đã từng trải qua tuổi thơ cơ cực cùng với gia đình trong xóm lao động nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh. Suốt 44 năm qua thì dù sang Mỹ định cư và trở nên giàu có, nữ danh hài vẫn không bao giờ quên những ngày tháng vất vả đó. Gần đây thì Việt Hương bất ngờ chia sẻ cô sở hữu không ít biệt thự và nhà đất. Đáng nói, nữ danh hài không kiếm nhiều tiền từ nghiệp diễn viên mà nhờ vào buôn bán bất động sản. Trên livestream của mình, nữ nghệ sĩ giải bày: "Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói, vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỷ xong, vậy mắc gì tôi phải chạy show nhiều, đơn giản vì tôi thích, không ai ép tôi hết." Chia sẻ của Việt Hương khiến khán giả bất ngờ bởi từ trước đến nay, mọi người chỉ quen Việt Hương qua màn ảnh với vai diễn duyên dáng, không biết cô lại có tài đến như vậy. Việt Hương kể rằng nhiều năm lăn lộn trong nghề cực khổ, để được như hiện tại, mọi việc không phải do ăn may. Nữ danh hài từng ăn cơm chan nước trà, ăn cơm với xoài, với dưa hấu để có thành tích như hiện tại. Vì thế khi có tiền cô dồn hết đầu tư bất động sản. "Tôi có biệt thự hồ bơi rộng 6 m, nhà dài tận 20 m, nhưng tôi không thích ở những căn nhà bự sang trọng như vậy nên cho thuê hết. Tôi kinh doanh nhà đất, có mua đến 8 căn Vinhomes cũng chỉ là buôn bán chứ không phải để ở", Việt Hương nói. Tuy có nhiều nhà đất nhưng nữ danh hài tiết lộ 15 năm qua khi đi từ Mỹ về Việt Nam, cô ghé vào nhà chị gái ở quận 10 bởi ở đó có rất nhiều người yêu quý cô. Dù không giàu về vật chất nhưng những người hàng xóm vẫn chia sẻ mọi thứ với Việt Hương bằng cả tấm lòng chân thành. "Tôi sinh ra và lớn lên trong những khu lao động nghèo, vẫn ở đó 44 năm qua. Sang Mỹ 15 năm nay, về Việt Nam tôi vẫn ở đó. Từ trước tới giờ tôi vẫn ở ké nhà chị gái trong khu lao động tại quận 10, nơi mọi người dân nghèo đều ở. Tôi cũng không ở trong khu chung cư cao cấp. Đến bây giờ tôi tự hào về khu tôi sống, dù chỉ là khu lao động nghèo. Dù có nhiều biệt thự sang trọng thế nào, tôi vẫn ở khu đó chứ không chuyển đi." Chia sẻ thêm về độ giàu có của mình, Việt Hương cho hay cô có rất nhiều bông tai hàng hiệu hột xoàn, nhưng cô chỉ cất chứ không dùng. Bởi nữ danh hài muốn bản thân gần gũi với mọi người, hơn nữa cô không thích khoe của, ăn mặc lố lăng hàm hồ. Qua chia sẻ của Việt Hương, có thể thấy cô đích thị là đại gia ngầm của Vbiz. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ tin tức 24 giờ TV các bạn nhé.